trong bối cảnh phương tây vẫn không ngừng áp đặt các biện pháp trừng phạt nhắm vào nga nhằm cô lập nước này trên trường quốc tế thì thổ nhĩ kỳ một thành viên nato lại đang tăng cường hợp tác với nga thổ nhĩ kỳ trở thành cái gai trong mắt của các đồng minh một số ý kiến còn cho rằng lòng trung thành thực sự của ông erdogan đang nằm ở đâu bất chấp điều đó tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan liên tục có cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin nhằm thúc đẩy lợi ích của hai bên. Thổ Nhĩ Kỳ cần tiền mặt, khí đốt và hợp tác kinh tế với Nga trong bối cảnh Erdogan đang hướng tới cuộc bầu cử gay cấn, trong khi Moscow cần đồng minh để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Bình luận quốc tế hôm nay xin gửi đến chủ đề Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ xích lại gần Tổng thống Putin phá sản kế hoạch cô lập Nga của phương Tây. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đang gặp khó khăn về chính trị trong nước trước thêm cuộc bầu cử vào tháng 6 năm tới với nhiều bài toán khó cần phải giải. Một bức tranh kinh tế ảm đạm khi lạm phát tăng vọt lên 79% và đồng lira suy yếu gần mức thấp nhất kỷ lục. Ngân hàng Trung ương gần như cạn kiệt ngoại hối. Một cuộc khảo sát của Metropole cho thấy, sự ủng hộ đối với đảng AK của tổng thống đã tăng nhẹ lên 33,8%, vẫn là mức thấp nhất đối với bất kỳ đảng nào. Mối quan tâm hàng đầu của cử tri là tình trạng nền kinh tế và sự hiện diện của 3,6 triệu người tị nạn Syria được Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận khi cuộc xung đột ở Syria bùng phát. Lực lượng này đang bị người dân Thổ Nhĩ Kỳ coi là đối thủ cạnh tranh trong thị trường việc làm và dịch vụ, trái ngược với mặt trận đối nội tổng thống erdogan lại đang thể hiện sự tự tin trên mặt trận ngoại giao với vai trò trung gian ông erdogan đã giúp tái khởi động xuất khẩu ngũ cốc của ukraine góp phần hạ nhiệt cơn khát lương thực toàn cầu khiến hàng triệu người bị đói và giá cả toàn cầu leo thang trong khi đó Tổng thống Nga Vladimir Putin lại có những rắc rối riêng với cuộc xung đột tại Ukraine đang kéo dài và các lệnh trừng phạt kinh tế cứng rắn từ phương Tây gây ảnh hưởng đến ngành công nghiệp và nền kinh tế rộng lớn của Nga. Những thử thách đó đã đẩy hai nhà lãnh đạo xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Họ đã có hai cuộc gặp gỡ chỉ trong vòng ba tuần và gần đây nhất là ở thành phố biển Sochi của Nga. Những cuộc gặp với hy vọng giảm bớt tổn thương bằng cách mở rộng quan hệ đối tác kinh tế và mong rằng hợp tác song phương có thể đạt ngưỡng 100 tỷ USD, hợp tác kinh tế với Nga mang lại nhiều lợi ích cho chính tổng thống Erdogan trong bối cảnh cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào năm sau. Năng lượng không phải là lĩnh vực duy nhất mà Thổ Nhĩ Kỳ được hưởng lợi từ mối quan hệ tốt đẹp với Nga. Xây dựng cũng là một lợi thế, không giống như các nước châu Âu và Mỹ nhiều công ty của thổ nhĩ kỳ đã được cấp phép xây dựng ở nga có thể thấy rằng thổ nhĩ kỳ cần tiền mặt khí đốt và hợp tác kinh tế với nga trong khi moscow cần đồng minh để né tránh các lệnh trừng phạt của phương tây mối quan hệ nga thổ đang khiến các đồng minh phương tây của tổng thống erdogan đứng ngồi không yên thậm chí còn dấy lên những xích mích giữa các đồng minh nato tổng thống erdogan đã tạo ra một lỗ hổng khá lớn cho tổng thống putin trong con đập của các lệnh trừng phạt mà phương tây cố gắng xây dựng nhằm ngăn cản chiến lược của ông chủ địa kremlin ở ukraine một số ý kiến còn đặt ra câu hỏi rằng lòng trung thành thực sự của ông erdogan đang nằm ở đâu có những nghi ngờ rằng mối quan hệ này đang được phát triển để đôi bên cùng có lợi. Đối với Tổng thống Putin, những lợi ích bao gồm năng lượng và bán vũ khí, đầu tư và liên kết chặt chẽ với một thành viên của NATO, một liên minh vốn đang cố gắng cô lập ông và hỗ trợ không ngờ nghỉ cho quân đội Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia không phải là thành viên của Liên minh châu Âu, đã từ chối áp đặt các biện pháp trừng phạt của phương Tây lên Nga ankara đang tìm cách làm việc với các ngân hàng nga bị trừng phạt và chấp nhận thanh toán qua thẻ tín dụng của nga dòng khí đốt của nga tới thổ nhĩ kỳ qua đường ống dòng chảy thổ nhĩ kỳ không bị gián đoạn do đó đối với tổng thống erdogan những lợi ích liên quan đến dòng tiền mặt vào ngân hàng trung ương năng lượng giá rẻ vị thế trên toàn cầu thị trường xuất khẩu khách du lịch nga và đặc biệt là sự ủng hộ của Moscow đối với nỗ lực chống lại lực lượng người Kurd ở Syria, nhóm mà Ankara xem là tổ chức khủng bố. Tổng thống Erdogan đã mua các tên lửa phòng không tinh vi của Nga, dù các đồng minh NATO cáo buộc rằng đây là cách làm suy yếu an ninh của liên minh. Ông Erdogan cũng từng phản đối tư cách thành viên NATO của Thụy Điển và Phần Lan, dù hiện tại các bên đã đạt được thỏa thuận song nhiều người cho rằng sẽ có nhiều kịch tính xảy ra trước khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu có phê duyệt hai nước vào liên minh trong mùa thu này hay không. Nếu ông Erdogan kiên quyết phủ quyết kế hoạch kết nạp Thụy Điển và Phần Lan vào NATO, điều này thực sự sẽ là gáo nước lạnh dội vào NATO trong nỗ lực tập thể đối phó với các hành động của Nga. Ở phía còn lại, chủ nghĩa cản trở sẽ làm hài lòng Tổng thống Putin, người từ lâu đã cảnh báo gay gắt việc hai quốc gia Bắc Âu xin gia nhập NATO đối với phương tây khả năng đàm phán và hợp tác với nga của tổng thống erdogan là điều đáng lo ngại thổ nhĩ kỳ giữ mối quan hệ ngoại giao chặt chẽ với moscow và đang đóng vai trò trung gian hòa giải chính giữa nga và ukraine trong vấn đề vận chuyển ngũ cốc hay như các cuộc đàm phán hòa bình ông erdogan cùng trợ lý đã nói chuyện với tổng thống putin và tổng thống ukraine zelensky vài lần mỗi tuần có thể ông erdogan đang để ngỏ mọi lựa chọn của mình đó là điều mà các quốc gia có xu hướng lựa chọn khi họ chỉ nghĩ đến lợi ích riêng và đó không phải là điều mà các đồng minh làm ông erdogan đã tìm ra cách để chơi trò chơi của mình nhưng cái giá phải trả là có thể làm suy yếu an ninh vốn là chìa khóa cho sự an toàn của chính thổ nhĩ kỳ một đồng minh nato có kênh liên lạc tốt với tổng thống putin là điều tốt với liên minh nhưng tổng thống erdogan phải nói những điều đúng đắn cố gắng giải quyết các vấn đề phù hợp với mục tiêu của nato và không phá hủy nó trên thực tế thổ nhĩ kỳ là thành viên nato duy nhất thể hiện sự linh hoạt năng động và thực dụng trong chính sách đối ngoại của mình chủ yếu nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của mình trong bối cảnh đối đầu ngày càng gia tăng giữa nga và phương tây họ đang xem xét nghiêm túc những rủi ro của việc washington chính thức mất vai trò lãnh đạo chính trị và kinh tế toàn cầu cũng như chia rẽ cấu trúc của phương tây như nato và liên minh châu âu bên cạnh sự xích lại gần nhau thân thiết bằng hữu hơn giữa ông putin và erdogan song trên thực tế hai nhà lãnh đạo vẫn là những đối thủ bậc nhất của nhau mỗi người đều là những nhà lãnh đạo mạnh mẽ đầy gai góc tập hợp sức mạnh phi thường cho bản thân và đưa ra những quyết định của riêng mình khi gặp nhau ở tehran iran vào tháng trước ông erdogan đã để ông putin đứng một mình trước ống kính máy quay gần một phút trong khi nhà lãnh đạo nga nổi tiếng với chiến thuật chờ đợi đã di chuyển không mấy hài lòng trước máy quay động thái này như một lời nhắc nhở tinh tế về sự thay đổi cán cân quyền lực giữa họ trước đây tổng thống putin cũng từng khiến ông erdogan phải chờ đợi như vậy và cố gắng duy trì thế thượng phong càng ngày mối quan hệ nga thổ càng trở thành mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo các cuộc thảo luận của ông putin và ông erdogan cũng được tổ chức kín đáo chặt chẽ phần lớn được giữ kín hầu hết trong các cuộc gặp gỡ chỉ có hai nhà lãnh đạo ngồi trong cung điện cùng với một vài người khác rất ít người nắm được nội dung cuộc đàm phán các nhà phân tích thổ nhĩ kỳ đồng ý rằng mục tiêu chính của tổng thống erdogan là nỗ lực tái cử của chính ông và ông ấy đang tìm kiếm sự giúp đỡ cả về kinh tế và nỗ lực chống lực lượng người kurds ở syria điều này có thể hiểu rằng mục tiêu của chính phủ erdogan không phải là để giải vây cho tổng thống putin mà là tạo điều kiện thích hợp cho chính mình trên con đường tiến tới cuộc bầu cử với bối cảnh hiện tại tổng thống erdogan đang có ba nỗi lo một là thuyết phục phương tây rằng ông ấy có thể làm việc với tổng thống putin Hai là ông Erdogan mong đợi nguồn tiền mặt từ Nga sẽ tạm thời giúp giải quyết vấn đề tỷ giá tiền tệ. Ba là mong Nga có cùng quan điểm về chiến dịch mà ông muốn tiến hành ở Syria. Tổng thống Erdogan đang có mức độ tín nhiệm thấp trong cuộc thăm dò dư luận trước cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 6 năm sau. Những lỗ hổng chính của ông bắt nguồn từ nền kinh tế suy tàn và sự kiệt quệ của người dân, cũng như sự phẫn nộ của người dân với hàng triệu người tị nạn mà Ankara tiếp nhận. Trong cả hai vấn đề vừa kể trên, Tổng thống Putin nắm giữ đòn bẩy to lớn đối với ông Erdogan. Nga là một nguồn cung cấp tiền tệ cứng, năng lượng giá rẻ và việc làm, trong khi chỉ cần một vài cuộc ném bom của Nga giải xuống miền Bắc Syria cũng có thể khiến 2 triệu người tị nạn khác tràn qua biên giới sang Thổ Nhĩ Kỳ. Các mối đe dọa an ninh khu vực, trong đó có vấn đề xây dựng thỏa thuận hòa bình ở vùng tranh chấp Nagorno-Karabakh, nơi thổ nhĩ kỳ ủng hộ azerbaijan còn nga đứng về phía armenia có nghĩa là bất kỳ chính phủ nào ở thổ nhĩ kỳ đều mong muốn có mối quan hệ cân bằng với nga ankara cần quan hệ đối tác ngoại giao với moscow để xử lý những vấn đề trong khu vực lân cận do đó thổ nhĩ kỳ không thể hưởng ứng làn sóng cô lập nga mối quan hệ giữa putin và erdogan là một mối quan hệ kỳ lạ trong đó, cả hai hợp tác công khai nhưng lại tồn tại nhiều bất đồng về vấn đề Syria và Libya. Thổ Nhĩ Kỳ cần sự chấp thuận của Nga để truy lùng người Cuss ở Syria, nơi Nga ủng hộ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad và duy trì lệnh ngừng bắn kéo dài giữa Armenia và Azerbaijan. Trên thực tế, không ai ở Ankara vui khi Nga đang kiểm soát các phần ở sườn phía bắc của Thổ Nhĩ Kỳ trên biển Đen và các phần ở sườn nam với Syria. Thế nhưng họ hiểu rằng họ phải đàm phán mối quan hệ với Nga và thiết lập một thỏa thuận, đó là cách duy nhất để tránh xung đột. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục bình luận quốc tế của báo Nghệ An, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.